Xin chào quý bà con, cô bác, anh chị lại đến với kênh Nhà Đất Đắc Song. Hôm nay em lại đi quay một mảnh đất tại xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Mảnh đất này thì có diện tích là 2 hectare nha các bác. Mảnh đất này thì cách trung tâm chợ và trường học thì nó khoảng hơn một cây số. Mảnh đất này thì cách đường nhựa thì nó nằm tầm một cây số nha các bác. Trên đất của mình thì bác chủ nhà trồng hết cà phê như này nhé, hơn 2.000 cây cà phê như này nhé các bác. Mảnh đất của mình thì nó bám theo mặt đường đất như này thì nó khá là nhiều nhé, nó nằm ở ngay một cái ngã ba như thế này nhé. Đấy. Con đường này là con đường đi vào rẫy người ta nhé các bác. Còn con đường này là con đường này có thể mình đi ra ngoài đường quốc lộ 14A được nhé. Con đường này thì bác chủ nhà đang bảo là người ta đã đo đạc rồi, đến tháng 10 là người ta sẽ làm đường bê tông nhé các bác. Đất ở trên này á là của bác chủ nhà là 1 hecta. Mảnh đất này là 2 bìa nhé các bác, còn một miếng ở mé dưới nữa. Tí nữa em sẽ di chuyển lại đó quay cho các bác cùng xem. Mảnh đất này thì nó bám theo cái đường đất này thì nó hơn 200 mét, hơn 200 mét mặt đường đất như này. Còn nó bám theo mặt đường này nó nằm tầm 300 mét. Mảnh đất này thì nó cực kỳ bằng luôn các bác ạ. Nó bằng như sân vậy đó. Đấy. Bác chủ nhà có mỗi một mình cho nên là bác có làm không được, cho nên là bác muốn sang nhượng cho những ai có thiện chí mua nhé. Bác nào xem video thì cho em xin một like và một đăng ký kênh. Và nhớ nhấn chuông theo dõi những video tiếp theo của em nhé. Và bác nào quan tâm đến mảnh đất này thì cứ alo cho em theo số điện thoại em để ở góc màn hình nhé. Đây các bác ạ, mảnh đất này nó bằng trang luôn á. Còn nước á thì mảnh đất này thì nó gần một cái đập to nhé các bác. Người ta xả nước ở trên đập xuống đó, là người ta cứ vậy, là người ta có một cái ao chứa đó, là người ta tưới lên thôi. Đông đặc là cà phê như này nha các bác, với một ít bơ như này nhé. Đấy, con đường này là bác chủ nhà để một luồng ở giữa như này này. Mình hái cà phê là mình kéo ra rồi mình vận chuyển chở bằng con đường này. Cà phê thì cũng khá là đẹp các bác ạ. Đất bằng thì nói chung là mình làm cái gì nó cũng dễ, mà làm cái gì chăm nó cũng... Đây nha các bác, em nãy giờ cái máy của em nó bị lỗi quá, em chỉnh sửa giờ mới được, cho nên em lại quay tiếp theo cho các bác cùng tham khảo nhé. Mảnh đất của mình, con đường này là con đường ở giữa rẫy nha, bác chủ nhà phân ra để đi vào rẫy để mình thu hoạch á, đi hái kéo sang, kéo ra giữa này cho nó dễ nhé. Ở trong cái lùm cây kia hất ra là của người ta nhé các bác, còn từ cái cà phê đó hất lại đây là của mình nhé. Nói chung là mảnh đất này thì nó rất chi là bằng các bác ạ, làm thì nó cũng rất chi là dễ. Bây giờ em sẽ di chuyển ra ngoài xuống mảnh mảnh đất này thì nó có 2 bìa nha các bác. Một mảnh ở trên này á nó là 1 hecta, và một mảnh ở dưới đường này nó cũng 1 hecta nhé. Còn con đường này á là đi ra ngoài ngoài quốc lộ 14A thì nó nằm tầm 6 đến 7 cây số nha các bác. Đấy, cái con đường này là bám theo cái mặt đường đất này là 300 mét đấy các bác ạ. Còn ở dưới thì nó nằm tầm nằm tầm 50 mét nhé. Nó nằm tầm 50 mét đấy. Ở dưới này là bác chủ nhà 1 hecta này. Ở trên này là bác chủ nhà đang cấy được một ít cà. Còn con đường này là con đường của mình nhé. Con đường của mình luôn. Còn ở trên kia là một con đập lớn nha các bác. Trên kia là con đập lớn nhé. Mình tưới nước gì là mình đều xả theo cái van của thủy điện xuống là mình tưới nhé. Còn ở dưới kia thì đang còn cà mảnh hecta này thì nó hơi thoải thoải nha các bác. Còn mảnh hecta ở trên kia thì nó cực kỳ là bằng luôn, bằng như sân vậy đó các bác ạ. Đấy. Mảnh đất này á là có diện tích là 2 hectare, trên đất của mình là hơn 2.000 cây cà phê và được mấy chục cây sầu riêng. Và chủ nhà cũng ra cái giá là 1 tỷ 6 50 nha các bác.
Bác nào quan tâm đến mảnh đất này thì cứ alo cho em nhé. Theo số điện thoại em để ở góc màn hình. Cái này mùa khô cho nên là bác chủ nhà cũng để cỏ cho nó có độ ẩm cho cây cà phê các bác. Đấy, cây cà phê nhỏ như này này, có độ ẩm cho cà phê. Đó. Còn ở đấy, cái con đập của mình là ở trên đó nhé các bác. Còn ở dưới này là cà phê của mình này, cà phê với sầu riêng. Đó. Con đường này là con đường của mình luôn nhé. Mình cho người ta đi 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 nhờ đi chung nhé. Đường ống người ta cũng chôn ở dưới này để người ta kéo lên rẫy của người ta tưới nhé các bác. Mảnh đất này thì nói về bác nào mà mua về để canh tác để làm thì cái giá thành ở đây thì bây giờ hiện tại từ sáng như em đi á là em tìm hiểu ở cái khu vực này thì cái đất nó cũng khá là có nhiều mảnh cũng khá là cao các bác ạ. Như cái mảnh này thì em thấy nó cũng giá cả nó cũng phù hợp mà đất nó cũng bằng cũng đẹp á. Bác nào quan tâm thì cứ alo cho em nhé. Trời nó cũng hơi nắng á, cho nên các bác mà xem video mà có hơi chói hay như thế nào thì các bác cứ bình luận bên dưới để góp ý cho em để em có thể đi qua những mảnh đất hoặc là những cái hướng như nào cho nó đỡ đỡ nhé các bác. Mảnh đất này thì ra trung tâm thì nó nằm tầm hơn cây số thôi nhé các bác. Còn con đường này thì bác chủ nhà và nhà nước đang lên một cái dự án là đến tháng 10 là đổ đường bê tông nhé và kéo đường điện nhé. Bác nào quan tâm thì cứ alo cho em. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.